Xin giới thiệu với tất cả anh em, kèo sắp diễn ra là kèo 4.5 tem Thế Mỹ Tiền Giang 4.5 tem đội hình của cầu lãnh các bạn. Bên đây gồm có là Bảo Ngọc của thủ môn của Đồng Tháp nha. Một pha chạm lưới bên tem của Thế Mỹ. Tem Thế Mỹ gồm có là Minh Dương, Tuấn YouTube, cầu. Một pha đập bóng lọt cả tay trắng. Người vừa đập bóng đó là Thế Mỹ. Điểm một đều. Một pha đập bóng tốt của Khang. Điểm hai đều. Một pha đập bóng tốt của anh Tuấn. Điểm 3-2. Một pha thải bách hai ăn điểm trực tiếp. Điểm 3 đều. Một pha đập bóng lăn về quang. Người vừa đập bóng đó là cầu. Điểm 4-3. Cầu vừa phá bóng không có lưới. Điểm 4 đều. Phát bóng ngoài. Điểm 5-4. Một pha đá bóng cực kỳ quy lực của Thế Mỹ. Điểm 6-5. Lại là một pha ăn bắt hai trực tiếp. Điểm 6 đều. Một pha trắng bóng tốt của Bảo Ngọc. Điểm 7-6. Bỏ bóng tốt. Điểm 8-6. Mỹ bỏ bóng tốt. Điểm 7-8. Một pha đập bóng tốt của Khang. Điểm 9-7. Điểm 17. Ở lại.
Điểm 1-7. Thế Mỹ vừa đọc bóng lọt cả tay trắng. Điểm 8-11. Điểm 12-8. Thế Mỹ vừa đọc bóng chạm tay trắng các ngoài. Điểm 9-12. Một pha đập bóng tốt của team 5. Phát bóng ngoài. Điểm 10-13. Bảo Ngọc vừa thay bóng chạm tay trắng, thay Mỹ ra ngoài. Điểm 14-10. Một pha đập bóng tốt của Bảo Ngọc đã kết thúc trận đấu.